Rồi bắt đầu năm nó tới chỗ là làm tóc rồi nha. Tới Gánh năm hả? ơi. Ừ. Gánh năm ơi. Năm đi xe hơi đúng không nghe? Ừ. Đây là Rồi. xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha. À, nay Rồi. năm đến để mà làm tóc ở tiệm tên Lê Thanh nha, Lê Thanh ở chợ Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp nha quý cô chú anh chị. Đó. Năm đó làm tiệm này lần nào chưa năm? Chưa. Năm làm kiểu gì năm? Nay nay À, đến gội đầu cho năm thôi ha. gội Gội đầu cho đầu. trang nha. Rồi cái trang điểm lại thôi. Rồi rồi. Chào. Đó. Đó thấy không? Rồi em chào chị. Rồi muốn làm gì năm không không nói thì sao? À, gội đầu. À, bữa nay năm tới tiệm để gội đầu nha. Rồi. Gội Năm đầu có nha. làm gì theo không năm? Gội đầu có làm gì Gội không? Không có đầu. con mượn con lấy lại rồi. Rồi rồi. Rồi nha. Dạ. Rồi vô nó nắm kia. Đó, tiệm này tiệm Lê Thanh phun xăm thẩm mỹ luôn ha. À, tiệm này thẩm mỹ luôn, muốn có gì làm gì tôi cứ làm cho cô rồi tôi cũng trả tiền nha. Thôi con tụi con đâu có tiền đâu trả. Sao nãy tôi còn hứa mà ơi gạt năm hả? Rồi Một đám tiền năm không có tiền trả tiền nha. rồi Giờ tôi bớt nhiều tiền lắm nè, quá tôi bớt tiền. rồi nằm Quá trời đẹp gái như năm ơi, ơi. năm có này đi gội đầu không năm? Ít lắm, nghèo đâu có tiền đi gạo. Nghèo không có tiền đi gọi ha. Ở nhà mười mấy chục ngàn thì mình mua gạo được tháng đó. Dạ. Bữa nay có tụi con tài trợ năm mới đi đó. Thầy chở mới đi hết không? Nhớ nha. Dĩ nhiên là phải tài trợ năm chứ không tài trợ năm rồi làm sao mà được. Rồi đứa nào tài trợ cho năm phun lông mày đây. Phun lông mày hả năm? Rồi mau đi, đứa nào tài trợ mau. Đó để từ từ. Ở đây phun lông mày nhiêu chị? 1,2 triệu. Phun lông mày 1,2 triệu đó. Phun lông mày phun gặp mau tặng cho đánh cho hai cái gặp má hồng đỏ chứ không vậy. Một hồi xong Phun lông rồi. mày là tặng Rồi. Cặp môi hả? Phun mày phun môi mới tặng hai đánh hai cái má hồng. Là nó hồng hoài hả chị? Nó hồng hoài luôn vậy đó hả? Gặp trai lại hồng dữ nữa. Rồi như năm gặp ông già nó hồng không? Hồng. Gặp ai mà năm phái là nó hồng á. Nó hồng là nó hồng đó. Thôi đánh nó hồng phái là nó đen. Đẹp. Đi phai. Cô bộ thấy nhẹ nhẹ đầu không năm? Nhẹ. Ngày qua năm tính rồi, tới thực kỳ rồi. Dạ. Mà ngày qua năm bệnh. Dạ. Tính rồi mà người ta cứ nhắn tin mãi rồi đâu có thời gian. Năm có cắt tóc không năm? Hả? Năm có cắt tóc gì không? Không. Cắt nó ngắn thì sao? Biết tiệm này mai mốt có làm năm ghé nha. Ghé cái ghi cho con ha. Dạ, ghi sổ. Ghi sổ. Ghi sổ là năm cứ đọc bát là quan phạm. Trời, chờ quan phạm tới đặng tính sổ. Quan phạm Cần Thơ là không trốn đâu được đâu, không tay kênh không ăn biết mà. Tới sớm hoặc rồi là Minh Tân TV. Tại đây tới năm tới đâu cũng nói quan phạm và Minh Tân TV. Rồi, ghi sổ đi. Thì sổ đây nữa nếu mấy người đó tới trả hay cô nào tác giả. cái này là cho cô Năm đi làm đẹp nha. Bao lâu rồi cô Năm chưa gọi đầu cô Năm? Không, năm chừng 2 ngày gọi là không có, mình gọi ở nhà nhưng mà ở tiệm là à, cô Năm tiệm là cô Năm tuyệt đấu không có gọi thì nói không có gọi đó, nha. Liền ha. Rồi bữa nay Lê Thăm trúng số rồi. Nay Năm gọi đây là tiệm chị Lê Thăm là nổi tiếng dạ trong thành vậy đó luôn hả? dạ đúng Là rồi bữa nay Lê Thanh được gọi tóc cho năm là từ đây tới là Lê Thanh đắt lắm. Đắt lắm ha. Tại vì nào giờ năm chưa ghé cái tiệm nào để gọi chứ á. Lần đầu tiên luôn hết năm. Lần đầu tiên mà Tiệm năm này ghé là là tiệm tiệm Lê Lê Thanh Thanh. ở chợ Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. Ở trên có 2 tiệm. Mấy mấy người đó trời ở đây mấy bay chẳng ăn tiền bà năm dữ lắm. Mấy đứa ba có mần gì đâu mà ăn tiền. Yeah. Rồi năm thấy vô tiệm đây năm thấy tiệm sao năm?
cũng được sạch đẹp, bông chá nắng gì ta, và gội đầu cũng khoái nè. Cái này nó nhiều nè, gội đầu chứ máu huyết luôn không lắm nằm không. Chứ Nam ở nhà gọi đâu có được gì đâu. Vậy là mai mốt năm mệt thì cứ xuống tiệm chị Lê Thanh gọi ha. Rồi có gì đọc bách là quan phạm nha. Mà không đọc thì Nam từ đây tới nổi tiếng Nam luôn luôn cái tiền. Ngoài câu gì nữa? Năm được, được 5.000 người coi đòi nữa. Có theo dõi kênh Quan Phạm Cần Thơ chưa? Hồi bấm vô theo dõi kênh Quan Phạm Cần Thơ nha. Đây tiệm mình là làm cái gì chị? Rồi mà làm tóc rồi làm gì nữa? Phun xăm mài môi. Là đâu chị giới thiệu cái chị thấy cái chỗ tiệm mình đó. Chuyên về phun xăm mài môi, sợi hai chót. Ừ. Tóc đồ, làm tóc, làm nail đồ đó. Ừ. Nhà đầy đủ hết ha. Đầy đủ. Tiệm mình là mở lâu chưa chị? Lâu rồi. Lâu rồi ha. Mười mấy năm. Sao có trẻ trẻ ơi, cả đi vào đầu xuống. Năm cái này quá quá quyết. Ôi cái máy. Ôi máy đẹp đi trời, cái máy là quay nó không có bị ấy quá nhiều rồi, chết rồi. Năm năm. Cậu thấy mà cậu bộ nhẹ người hay gì mà nín thinh vậy ta? Đang phê ha. Đang cười. Đang phê. Thường mình gọi đầu này là bao nhiêu một cái chị? Gọi đầu massage luôn ha, 25.000 ha. Gọi đầu massage bằng sữa 25.000. À, cái này là làm cho cô Năm bộ tóc, cô Năm đẹp đây kìa. Không ngại ai cũng khen cô Năm có bộ tóc, người ta hỏi cô Năm bộ tóc có nhuộm không. Bộ tóc này là bạc tự nhiên nha. Nhưng hồi gọi đầu cái mình sấy xong cái mình dụ, mình kéo tóc cho cô đi cho thẳng. Bữa nay kéo đi Quan Phạm có bên cạnh có nhà mình đó, mà mình cứ định làm đi mà có Quan Phạm thôi xong xong lông mày luôn đó. Không, có Quan Phạm từ đây tới Lê Thanh sẽ làm miễn phí cho Nam luôn rồi. Chắc Lê Thanh đi Bình Dương luôn. Bình Dương mấy mấy tương luôn rồi. Đây Năm có nhuộm tóc gì không Năm? Thôi Năm tóc đẹp rồi, Năm không có nhuộm đâu. Móc lại đây. Thôi. Rồi Năm tóc Năm đẹp vậy, nhuộm uổng. Cô Năm xì tin cái ngay. Cô Năm đi ra ngoài cũng biết chứ chà. Tôi trẻ rồi bằng đó nữa. Cái quán nào mà ai lạ lại cũng nhìn nó dánh dò luôn rồi. Sướng dánh dò luôn hả? Cạo sướng dánh dò luôn. Năm có mát xa mặt luôn Năm. Không có đem đâu cho nữa sao dánh cho mát xa nữa. Có Năm có đem Năm có đem đồ trang điểm mà. Có nãy Năm có đem. Mặt mát xa luôn. Mát xa luôn cho nó im thẳng vào mặt Năm. Sao mà chúng quyệt cái giò gầy vậy vậy. Đâu có gì đâu. Cái chân cử động cho nó lưu thông. Cho cà phê hả? Chưa. Rồi thôi theo dõi kênh Quan Phạm Cần Thơ nha. Nhậu biết bao nhiêu rồi tôi chưa biết tên gì nữa. Cần Thơ không phải mà. Nhiệt. Nói tên Cần Thơ. Facebook. Có theo dõi nãy không? Có nãy nằm vườn đèn kèm lót. Trời ơi, cho mượn nè. Có luôn kìa. Trời ơi, ta cho mượn luôn rồi. Cho chứ. Lê Thanh hả? Lê Thanh, Lê Mỹ. Lê Mỹ ha. Chú má. Hai chị em. Nhà Năm City nè.
Ngang, nãy đó là ngang nhà năm đó. Sáng thấy đi chợ mặc cái chân váy màu đen rồi giờ giờ hai bộ đồ ra. Rồi ngày mặc mấy bộ đồ. Ngày năm nào cũng năm bộ đồ. Năm bộ, đúng năm bộ. Ừ. Coi như cái thấy ai giặt đồ cho bà nội bả giặt. Mình bận mình giặt chứ ai giặt phải không năm? Đồ cho tươi. Giá đồ lên nào. Có anh nào lại là làm tóc hay gì cả? Nè, có người lại tại chợ bà xong gặp cái này kìa nó. Làm luôn ha. Thôi bữa nay đi chơi xong cái tới đi chiều hết đi. Trời ơi, làm có 1 tiếng hồ xong rồi. Nay chơi với bộ hay gì? Này nay dẫn năm đi chơi. Chơi. Đi du lịch. Thế nào? Mấy đứa chở đi nè. Đi đi bằng xe du lịch mấy chuyện nha. Năm giờ ai năm giờ từ xe đó mới đi đó. Phút rồi. Ơi, nói bay lên làm liền nha nè. Nhảy chưa? Tranh thủ chưa? Tranh thủ. Nhảy trước nằm đã rồi. Anh thằng cho tao bò lết rồi bỏ nè. Hết biết vô đẹp sao. Nằm tôi sướng tê mình chứ kìa. Thế nào? Đâu cũng tê mình hết trơn kìa. Như là massage mặt cho năm luôn, vừa gội đầu xong rồi vừa luôn massage mặt nữa. Ủa gì năm năm tuổi là có nghĩa là 70 tuổi mà đi gội đầu massage không là 50 tuổi. Trang điểm lại cho năm nha. Thôi chết luôn rồi. Phải trang điểm lại cho năm mới được chứ mới ra đường mới đẹp chứ năm lúc nào ra đường phải đẹp mà. Là quan phạm tài chợ đúng không? Quan phạm. Mời ta làm mặt chứng mại luôn đi, nếu có người tài chợ ta làm mặt chứng mại. À mai mốt á, đi tới đâu cái kêu kêu chủ tiệm á, ghi quan phạm. Năm đâu có đi gọi đâu, tại quan phạm, bị tao đi gọi đâu. Dạ. Không phải, giờ chị gọi chị thật nói chị không? Không phạm đó. Không phạm, chị nói nhìn nó chi phu lô hay lọ, không phạm. Ngày năm đẹp quá nè mà. Cái da đẹp kìa. Da mặt đẹp không? Chắc bà cho người trên nè. Chúc ấy lại, chúc... Không có đem được điểm mà. Chút trang điểm lại. Tại bữa nay có trai trẻ theo năm rung mấy mượn tụi con trang điểm đi chứ. Cái kéo cái giò lại gây quá, trời ơi bằng kỳ quá nè. Nè tụi cái gì, cái bị nó nằm ở trên rồi. Gió vô lạnh. Chơi nước má. Đẹp, da năm già mà thấy nó cũng không có nhằn lắm nha. Chơi gì mà nhìn được kỹ dữ ta. Xôi mà năm. Hả? Ở đây nhiều người xôi năm lắm. Ừ. Biết bao nhiêu người mà trên mạng mà ước ao được như năm mà còn không được đó năm. Dễ gì. Ừ. Dễ gì. Bảy mươi còn xinh mà. Ừ. Thường thường ta nói già còn điệu, nhưng bây giờ cơ hội muốn được cũng không được đâu. Tay chân nghe dữ nha. Chưa chưa. Chưa năm rồi, chưa chưa. Đỡ, người vậy. Chắc là người ta có cái gì mình không làm đỡ bà được. Ông chứ gọi đây rồi đỡ. Đi chơi dở dò gì cái dưới giờ mình thấy. Năm tính xăm mà khung lông mày lại mà năm sợ đau. Bao đau, đau trả tiền ngược lại. Nhưng mà bữa nay mai mốt hả xăm mà năm sợ. Nay mình đi chơi. Nay đi chơi, mai mốt năm xăm cái tụi con ghi là quan phạm nợ 1.200.000. Thiếu nợ hả?
ghi nợ 500 cặp lông mày là nhiêu là ghi nợ quan phạm. Không biết số nằm dời số. Số mấy nào? Số nào? Hỏi quan phạm đi, chừng nào quan phạm trốn nằm cho con. Quan phạm đó, kêu quan phạm kết bạn đi. Này dẫn đi Năm đi chăm sóc cái bộ tóc đẹp của Năm lại. Nếu tụi con thấy tóc Năm có chỗ nào không đẹp thì tỉa hoặc cái gì đó thì chế lại, chứ cô Năm có nhuộm nha. Thôi đừng nhuộm Năm, có tóc này ai cũng nói đẹp cho nên nhuộm uổng. Nhưng sửa mái tóc cho đẹp, nếu không sửa thì đẹp tự nhiên cũng được. Giờ Năm đang gọi xong qua ra sấy nha. Sấy sấy này, sấy sấy này thấy mình đó. Đây là mặt tự nhiên của Năm các bạn. Đây khuôn mặt tự nhiên của Năm ha. Mặt tự nhiên mà đẹp vậy rồi đó ha. Năm gọi xong mà ra sấy rồi nha. Sấy cho khô tóc. Ông dặn. Ê bữa nào Năm xuống tụi con xăm cho Năm cặp. Hồi điện cho ổng liền giờ à. Cái Năm hồi điện cho ổng Năm. Thử lòng coi sao, thử lòng quân tử thôi. Chút đi, chút kêu Năm thôi, điện thử lòng quân tử. Ổng nghe ổng nói đồ mẹ bà làm mà cũng cho tụi mình hay nha. Bà tự quyết. Chút điện nha Năm. Thôi, người yêu mà đi ăn dọn chứ đâu phải mà đi đâu cho mà không cho. Nếu mà họ không chịu đó thôi chia tay. Chút điện nha Năm. Thôi con đừng điện, không chữ Năm thêm khổ. Năm điện chứ mấy con điện. Thôi bây giờ bỏ ổng qua bên. Sao bỏ ổng kỳ vậy? Xấu quá. Ông xấu nha. Thôi giờ tôi muốn nghe Năm thì nghe thấy ông cái chuyện đi mất tiền lương á. Mới mất không có chặn được cũng cho cả nhà luôn đó. Đó, tiêu rồi kìa. Bị hâm dọa rồi kìa. Ông đẹp trai mà. Này cho Năm đi làm đẹp quá xá à. Mai mốt miễn can tới Năm làm đẹp là tụi con lên dướng Năm nha. Ok liền. Rồi Năm có đi đâu mà cái gì đó mà ghi cho Thành Phúc TV nha. Thành Phúc TV là này hả? Đúng rồi. Năm ơi, phải đi tên Phúc Lan không? Ừ. Với hình như nó cũng phải là nhà Năm hơn. Năm nhìn qua đây con chụp hình cái Năm ơi. Rồi con nhìn ra, nhìn là thẳng qua. Rồi. Có đẹp không? Quá đẹp Năm ơi. Xuất sắc rồi. Mời mốt cái Năm định trang điểm. Cái Năm đỡ tốn không cho. Dạ. Yeah. Nhưng mà quá trời người ta cho rồi. Quá trời người ta cho rồi ha. Ừ. Có cái son cho quá trời. Dạ. Yeah. Rồi xong rồi đó. Thấy không? Đâu phải bức im không Năm? Thấy nhẹ nhẹ đầu không? Nhẹ nhàng. Cảm nghĩ sao Năm? Cảm nghĩ nó rất là khỏe. Khỏe khoắn mà nó lại vui nữa. Vui ha. Tại vì có tụi con bên cạnh vui hơn. Dạ. Yeah.
chai đẹp không? Đẹp. Năm khóa chai đẹp mà. Mấy con là cháu của Năm thôi mà, thấy không? Rồi. Đi nói là chai đẹp khoái thôi. Rồi rồi, ok rồi. Rồi Năm quay lại cái coi. Rồi, ok. Rồi, quá đẹp rồi. À.